Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát tình hình, kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ thiên tai, cứu hộ cứu nạn tại tỉnh Bắc Giang, một trong những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ thiên tai. Thị sát tình hình lũ tại khu vực sông Cầu, giáp hai xã Tiên Sơn và xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy chính quyền, các cơ quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt kịp thời hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực mất an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Tại Bắc Giang, Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại xã Vân Hà, thị xã Việt Yên. Đây là xã nằm ven sông Cầu, có khoảng 2.500 hộ với khoảng 9.000 dân đang bị chia cắt. Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực mất an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở. Trước đó, thị sát tình hình lũ tại khu vực sông Cầu, xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên, trước khi lên cano vào xã Vân Hà bị chia cắt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các lực lượng ứng trực sẵn sàng đề phòng mọi tình huống bất trắc, theo dõi sát tình hình các hồ chứa nước, tình hình mưa lũ, dự báo vùng ngập để sơ tán, bố trí chỗ ăn ở cho người dân. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái về triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn đập thủy điện Thác Bà. Công điện nêu rõ, hiện nay mực nước thượng lưu hồ thủy điện Thác Bà đang ở mức rất cao, lưu lượng đến hồ vượt quá khả năng xả lũ thiết kế của hồ. Để đảm bảo an toàn cho hồ thủy điện Thác Bà, Thủ tướng yêu cầu Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương ra soát, triển khai thực hiện ngay các biện pháp để ngăn chặn, giảm thiểu dòng chảy về hồ thủy điện Thác Bà. Thưa quý vị, mực nước sông Hồng lên nhanh. Vào trưa ngày hôm nay, Hà Nội lệnh báo động 1 trên sông Hồng, trong đó 10 quận huyện phải lên phương án sơ tán di dân khẩn cấp. Hiện không chỉ khu vực ngoại thành như là Quốc Oai, Thạch Thất phải sơ tán dân, mà ngay tại các quận nội thành như là Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình đã phát lệnh di dân khẩn cấp tại khu vực ngoài bãi để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại bây giờ thì tôi đang có mặt tại ngõ 46 Trương Dương Độ và người dân ở đây thì hiện tại đang chuẩn bị sơ tán. Mặc dù là mực nước thì vẫn đang ở dưới mức báo động 1, tuy nhiên thì quận Hoàn Kiếm đã phát đi lệnh sơ tán ở mức báo động 1 để có thể đảm bảo sự an toàn cho người dân. Từ đêm qua đến nay, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực ven sông Hồng tại phố Trương Dương Độ, phường Trương Dương, Hoàn Kiếm đã phải di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Họ đã có một đêm mất ngủ. Phải lo cả đêm, mất ngủ trắng đêm mà em không ngủ được. Hai dưới phải đi chạy lên trên gác để xem nhòm xem là nước đến tận đâu. Mà mưa lúc đấy mưa rất là to, ồ ạt luôn. Lũ như này là nhà là rất là lo lắng. Nếu mà lên như cái năm 2002 và 2006 là lên cao lắm. Nếu sáng nay gia đình chị Huyền vẫn bình tĩnh thì sang buổi chiều, chị cùng hàng xóm hối hả thu dọn đồ đạc để sơ tán sang nhà người thân, bởi mực nước chỉ cách mép nhà 6 mét. Sáng nay thì bên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường và các ban lãnh đạo của phường và của tổ dân phố đã đều đến này kia động viên bà con lên di rời càng sớm càng tốt. Quận Hoàn Kiếm có 3,7 km ven sông thuộc hai phường Trương Dương, Phúc Tân, nơi tập trung đông dân cư. Hiện có gần 60 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu ở phường Trương Dương, phường Phúc Tân có 70 hộ, gồm 260 nhân khẩu thuộc diện phải sơ tán. Sáng nay, khi mực nước dưới báo động khoảng 30 cm, phạm vi bị ngập chủ yếu ở bờ vở, sát sông, chưa liên quan đến hành lang bảo vệ đê. Từ đêm qua đến sáng, quận đã vận động các hộ dân chủ động di chuyển tài sản, đảm bảo an toàn. Nhưng vào gần trưa nay, quận đã phát đi lệnh sơ tán báo động để tránh bị động trước lũ. Hiện, quận đã chuẩn bị các phương án mở rộng vùng di dân để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh tình trạng bị động. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn các cái kịch bản cho từng tình huống. Thế và với một cái tinh thần là nhanh nhất, hiệu quả nhất và giảm thiểu các cái tối đa, các cái thiệt hại cho người dân. Thế và đặc biệt là khuyến cáo người dân chủ động di chuyển người và tài sản ra khu vực mà có nguy cơ ngập lụt.
chỉ đạo công tác di dời người dân và tài sản tới nơi an toàn, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vận động thuyết phục bà con di dời khỏi những nơi có nguy cơ, bao gồm cả khu vực có nguy cơ không trực tiếp do diễn biến bất thường của mưa lũ, tuyệt đối không chủ quan. Đặc biệt, chính quyền địa phương phải bố trí nơi sơ tán an toàn đối với những người không di chuyển về nhà. Các cái phương án về phòng chống lụt bão, nhất là thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ, thì tất cả các địa phương đều đã chuẩn bị cái nơi ở tạm cũng như nơi sinh hoạt tạm bằng rất nhiều những cái giải pháp. Đấy, ví dụ như là các cái nhà sinh hoạt cộng đồng, các cái nhà văn hóa công cộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vòng 12 đến 24 giờ tới, mực nước sông tiếp tục lên nhanh ở mức báo động 2, 10,5 mét. Như vậy, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh, lưu tốc dòng chảy lớn do chịu ảnh hưởng của lũ trên các sông và điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương phải sơ tán với tinh thần chủ động trước một bước. Sau vụ sập cầu Phong Châu Phú Thọ xảy ra vào sáng qua, các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội đã có thông báo cấm hoặc hạn chế các phương tiện lưu thông qua một số cây cầu trên địa bàn do nước lũ đang lên rất nhanh. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ thông báo cấm cầu Trung Hà tại km 64 639 trên quốc lộ 32, cầu Tứ Mỹ tại km 26 500 trên quốc lộ 32C. Thời gian cấm từ nay cho đến khi khắc phục xong hư hỏng của các cầu. Trong thời gian cấm cầu, các phương tiện từ Tam Nông đi Lâm Thao, thành phố Việt Trì, Hà Nội, Vĩnh Phúc đi qua cầu Ngọc Tháp. Với hướng từ Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Hà Nội qua cầu Đồng Quang đến huyện Ba Vì. Yên Bái cũng cấm các phương tiện qua cầu Yên Bái tại km 280 500 trên quốc lộ 37. Thời gian cấm từ nay đến khi có thông báo mới. Các phương tiện khi di chuyển vào các huyện thị phía Tây của tỉnh và các xã phường phía Tây của thành phố đi qua cầu Tuần Quán, Bách Lẫm, Giới Phiên hoặc cầu Văn Phú và ngược lại. Tuyên Quang cũng cấm các phương tiện đi qua cầu Chiêm Hóa trên quốc lộ 38 tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa. Cấm xe có tải trọng trên 3,5 tấn, xe khách các loại qua cầu Nông Tiến, quốc lộ 37 ở thành phố Tuyên Quang, cầu Bợ, quốc lộ 3B, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, cầu Sơn Dương, quốc lộ 37, thị trấn Sơn Dương, cầu An Hòa trên đường tỉnh 186, xã Vĩnh Lợi và cầu Kim Xuyên, xã Hồng Sơn. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu Trương Dương bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng nay ngày 10 tháng 9 đến khi có thông báo thay thế. Theo đó, hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, xe buýt được phép hoạt động. Hướng từ Long Biên đi Hoàn Kiếm, cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, xe buýt được phép hoạt động. Các phương tiện nằm trong diện cấm chuyển sang lưu thông tại các cầu Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cấm tất cả các phương tiện qua cầu Long Biên từ 15 giờ hôm nay đến khi đảm bảo an toàn.